trung học cơ sở Nguyễn Thị Hương được thành lập theo quyết định số 1379 ngày 5 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè. Trường có diện tích 12.662,1 m². Năm học 2018-2019, trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2019-2020, trường có 19 lớp học với 827 học sinh và 41 cán bộ giáo viên, nhân viên. Tập thể sư phạm và học sinh của trường luôn quyết tâm đẩy mạnh công tác giáo dục toàn diện, cả về kiến thức, đạo đức và thể chất. Thực hiện lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác và hưởng ứng kế hoạch của Liên đoàn Lao động huyện Nhà Bè, tập thể dục giữa giờ, khỏe để lao động sản xuất. Công đoàn trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Hương thường xuyên tổ chức bài thể dục giữa giờ cho công đoàn viên, giáo viên và học sinh nhằm nâng cao hiệu quả lao động, rèn luyện thể chất, nhất là nâng cao thể lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Kết quả này đã được ghi lại qua video clip dưới đây. Xin mời quý vị theo dõi. Việt Nam hết. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước giữa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé. Đã quen giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn đừng lo lắng cười lên và gió hoa tàn cây hoa trong tiếng tre thơ đùa vui cười và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng Việt Nam hết. Chọn Việt Nam bao la đất trời quê hương.